tại Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam chấm dứt. Tiếp theo là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, say can you see by the dawn's early light was so proudly we gleaming, who broke thrice and bright star through the perilous fight. All the ramparts we watched were so gallant blaze flaming, and the rock and rattling, the bombers Hoa Kỳ chấm dứt. Sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Một dải giang sơn gấm vóc chạy dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Các quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ chính nghĩa tự do của miền Nam Việt Nam. Các đồng bào đã bỏ mình trong rừng sâu hay biển cả để đi tìm tự do từ sau ngày giặc cậu cưỡng chiếm miền Nam. Các chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam đã bị chết tức tưởi trong các lao tù của Việt Cộng. Các quân nhân Hoa Kỳ, trong đó có các quân nhân người Mỹ gốc Việt, đã hy sinh trên các chiến trường để duy trì nền hòa bình và an ninh cho toàn thế giới. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Đến đây chấm dứt. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị an tọa và kính chúc toàn thể quý vị tham dự buổi tiệc thật vui vẻ và bình an. Một lần nữa kính chào toàn thể quý vị.